IBC size to 43, 44 anh em nhá, 43,5 hoặc 44 gì đấy, đo luôn nào. Báo giá công khai cho anh em luôn để anh em chơi Tết. 43,5 nhập 3,8 triệu bán 4 triệu đồng tại cửa hàng cho anh em. Nói nhanh một câu cho anh em chơi Tết cuối năm, bán giao lưu là chính nha. Sear JVC Equalizer Graphic, hai đèn hai bên đẹp chưa. Lọc này có rất nhiều hệ nhạc của nhà máy và của người dùng tự lưu. Của nhà máy là hệ program, của người dùng là manual. Đó. Hai đường vào, một đường ra. Hai cầu điện 100V, 117, 220, 240. Bán 4 triệu đồng giá tại cửa hàng, lãi 200 nghìn thôi. Bán giao lưu, công đóng hàng nữa, gửi cho anh em. Bán cuối năm giao lưu cho anh em. Đây là sự kết hợp giữa Mỹ và Nhật anh em nhé. Sia là của Mỹ và JVC hay Victor nó là của Nhật. Đó. Nếu có đa cầu điện thì nó gọi là JVC thì nó cả là hàng xuất, còn nguyên điện 100 thì nó để ở dùng ở nội địa Nhật thì nó là điện 100. Và nó kết hợp với hãng Sia này để làm con này. Hàng bãi zin đét, còn chất âm thì bao phê luôn, bao phê bao hay luôn. Bao phê cho anh em, bao rẻ cho anh em, lãi 200 nha, anh em phải hiểu như thế nào nha. Công khai luôn cho anh em nắm được.